Thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng theo quyết định số 38 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hiện nay có nhiều doanh nghiệp hộ dân được khuyến khích từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn với mục tiêu bảo vệ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Sáng nay ngày 1 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn cùng đoàn công tác liên ngành đã có buổi kiểm tra thực tế về nội dung này tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Cụ thể, hộ ông Nguyễn Hữu Hoàng có hơn 90 hectare đất rừng, mong muốn được đăng ký trồng rừng cây gỗ lớn, góp phần phủ xanh đồi trọc, tăng diện tích phủ của rừng. Bản thân ông nhiều năm qua cũng đã tự bỏ vốn đầu tư, trồng hơn 60.000 cây giáng hương, 60.000 cây sưa đỏ, cùng hơn 800 cây thiết liêm, 2.500 cây chò. Mô hình này được huyện Hòa Vang ủng hộ và khuyến khích mở rộng nhưng vẫn còn vướng nhiều khó khăn. Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố khẩn trương phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang tiếp thu những ý kiến kiến nghị của các hộ trồng rừng, hỗ trợ giải quyết nhanh các hồ sơ, thủ tục có liên quan, tạo điều kiện cho việc chuyển đổi rừng hiệu quả. Tại nghị quyết 254 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng có quy định chính sách phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn giai đoạn 2019-2030 với mức hỗ trợ 8 triệu đồng trên 1 hecta. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh đây là căn cứ để vận dụng hỗ trợ cho các mô hình này. Ngoài ra cũng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu chọn lọc giống cây phù hợp để trồng, nhất là các loại cây phân tán dùng trong khu vực nội đô. Ủng hộ cái chủ trương là phải làm khuyến khích cho người dân và doanh nghiệp là chuyển qua cái việc trồng cây gỗ lớn. Tất nhiên là sẽ đầu tư, doanh nghiệp, người dân sẽ đầu tư rất nhiều, nhưng mà phát triển rừng bền vững. Nó tránh cái tình trạng mà khai thác sau khi 3 năm rồi thu hoạch keo lá tràm rồi bạch đạn lại là gây do điều kiện thời tiết rồi mưa bão gây sạt lở, vì nó ảnh hưởng giáp ranh giữa rừng phòng hộ mà, đúng không? Vì rừng sản xuất giáp ranh là hay bị sạt lở như thế, mà rồi không có mảng xanh, trong khi độ che phủ rừng thì mình phải phấn đấu giữ ổn định 47%. Cho nên về khuyến khích là trồng những cây gỗ lớn như này, thời gian khai thác thì lâu hơn, nhưng mà bên cạnh đó thì chính phủ cũng đã có chính sách hỗ trợ rồi, nghị quyết hội đồng nhân dân thì có hỗ trợ thêm nữa rồi, doanh nghiệp đầu tư thì mình sẽ tạo điều kiện hết hỗ trợ bằng những chính sách như vậy, khuyến khích họ đầu tư dài hạn lâu dài, phát triển bền vững hơn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn nhấn mạnh lại chủ trương chuyển đổi trồng rừng cây gỗ lớn là phù hợp và đúng định hướng quy hoạch lâm nghiệp bền vững của thành phố. Cần tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân và doanh nghiệp cùng làm, cùng đầu tư vì mục tiêu tăng trưởng xanh của thành phố. Thực hiện đề án trồng một cây xanh giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ đầu tư 143,1 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và huy động 59,6 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa để trồng hơn 5 triệu cây xanh tập trung và phân tán các loại.